chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với series video hướng dẫn học thi vi tính cơ bản bằng phần mềm Wacom. Hôm nay chúng ta sẽ đến bài 31, thiết kế chữ số 4 nha. Tiếp tục chúng ta sẽ chọn chữ A để viết số 4 ra trước khi chúng ta thiết kế. Chúng ta mở list object của nó lên, click phải và ungroup. Đối với số 4 này thì các bạn sẽ để ý phần này sẽ vẽ trước nha, xong đến phần này, tiếp tục đến phần này và cuối cùng là thanh ngang. Các bạn chọn input A để tiến hành vẽ. Điểm thứ nhất, thứ hai là trục trái. Điểm thứ ba, chúng ta tiếp tục canh cho tạo thành một cái hình bình hành. Thứ ba, thứ tư là trục trái. Thứ năm, thứ sáu là trục trái. Sau đó các bạn enter. Tiếp tục, điểm thứ nhất, thứ hai là trục trái. Thứ ba, thứ tư là trục trái. Thứ năm, thứ sáu là trục trái. Đến phần thứ ba, điểm thứ nhất, thứ hai trục trái, điểm thứ ba, thứ tư trục trái, sau đó enter. Phần cuối cùng chính là thanh ngang, điểm thứ nhất, thứ hai là trục trái, thứ ba, thứ tư là trục trái, sau đó enter. Chúng ta đã thiết kế xong số 4 thứ nhất. Bây giờ sẽ thực hành chữ số 4 thứ hai nha. Thanh thứ nhất, điểm thứ nhất, thứ hai là trục trái. Thứ ba, thứ tư canh để tạo thành một hình bình hành. Thứ năm, thứ sáu là trục trái. Enter. Thanh thứ hai, điểm thứ nhất, thứ hai là trục trái. Thứ ba, thứ tư là trục trái. Thứ năm, thứ sáu là trục trái. Thanh thứ ba, điểm thứ nhất, thứ hai là trục trái. Thứ ba, thứ tư là trục trái. Sau đó các bạn enter. Phần cuối cùng, điểm thứ nhất, thứ hai là trục trái, thứ ba, thứ tư là trục trái. Sau khi vẽ xong các bạn enter thì chúng ta đã hoàn thành thiết kế mẫu thiêu số 4. Bài học số 31 đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn.